Sống ở đời phải nhớ có ba không cười, ba không cãi và ba không ca. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị khán thính giả thân mến, làm người ắt phải có tâm kế. Tâm kế không phải là âm mưu quỷ kế, mà là một bài học giúp bạn đường đường chính chính làm người, là một loại trí tuệ giúp sinh tồn trong xã hội này. Đối nhân xử thế cũng giống như là các nhân vật chính hành tẩu giang hồ trong các tiểu thuyết võ hiệp, võ nghệ cao cường, ắt không thể thiếu. Nhưng nếu không hiểu được các quy tắc nơi giang hồ thì rất khó có thể xuất đầu lộ diện và thậm chí còn rất dễ bị té ngã. Cùng một đạo lý đó thì một người bất luận thông minh, tháo vát nhiều tiền hay là xuất thân có danh giá tới đâu đi chăng nữa, nếu họ không hiểu tâm kế làm người, không giỏi hướng lợi tránh ngại, thì rất khó có thể sống được một cuộc sống bình an. Và trong đối nhân xử thế, chúng ta tuyệt đối có ba điều không cười, ba thứ không cãi và ba thứ cũng không nên ca. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe và rút ra cho mình những bài học hữu ích. Ba không cười, không cãi và không ca. Thứ nhất, ba không cười. Không cười người khác nghèo. Nếu như bạn có gia tài đồ sộ thì đừng khinh thường người xinh xỏ, cũng đừng coi thường người sống ở nhà ngói đơn sơ. Nếu bạn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn thì xin đừng coi thường những người đã ly hôn, cũng đừng khinh thường những người bất hạnh. Càng không nên đào bới vết thương của người khác, bởi mỗi người chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu một ngày thịt cá đề huề trước mặt, đừng tỏ vẻ khinh ghét cái món lẩu cay bên đường, cũng đừng nên thấy sơn hào hải vị là chạy ngay đến. Con người ta sống ở trên đời không nên tính toán thiệt hơn, bởi cái lúc bản thân chúng ta chịu thiệt thòi lại chính là cái phúc. Nếu như cha mẹ còn đang sống khỏe mạnh, con cái, trai xinh gái đẹp đủ đầy, thì xin hãy quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh. Hãy thông cảm nhiều hơn với những người già không có ai chăm sóc. Mỗi một trái tim đều có một người thương nhớ, bận lòng. Phía sau của một người đều có vô vàn sự xót xa không thể đếm hết. Người vô gia cư ăn mặc rách rưới, vài người công nhân ngồi xổm bên đường ăn cơm hộp. Một số người chỉ dám bày hàng ra trên cầu vượt đi bộ khi mà đêm xuống. Có nhiều người thì dùng ánh mắt khinh thường đổ dồn về phía họ, còn có những người đi đường thì né tránh họ. Nhưng mà thế này, bạn không thể biết rằng những con người đang vất vả mưu sinh ấy, dẫu ở trên vai gánh nặng nhọc nhằn, họ vẫn đang cố tồn tại trong cuộc sống này. Và biết đâu, có một ngày nào đó, bạn sẽ gặp họ ở bước đường phía trước, nhưng họ lại long lanh hơn bạn thì sao? Thứ hai, đừng cười người khác ngốc. Một vị giáo sư tâm lý đến thăm một viện thần kinh để tìm hiểu thêm về điều kiện sống của những người mắc bệnh tâm thần. Sau một ngày, ông ta nhận thấy rằng những người này điên điên dở dở, có những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Và thật không may cho ông ta là khi mà ông ta ra về thì phát hiện ra một cái lốp xe của mình bị ai đó lấy mất. Nhất định là một thằng điên nào đó làm rồi, ông ta bực mình nói lên. Và sau đó thì ông ta phải lấy bánh xe dự phòng ra để lắp. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ông ta phát hiện rằng người lấy lốp xe của ông tháo và lấy luôn tất cả các ốc vít. Vì thế lớp dự phòng có đấy mà chẳng có ốc vít thì chẳng có thể làm thế nào được. Đến lúc này thì vị giáo sư chẳng biết phải làm thế nào nữa. Và trong lúc ông ta vô cùng lo lắng, thì có một người điên lại gần, vừa đi vừa nhảy chân sáo, hát cái bài hát chả liên quan, mà thực sự cũng chả biết tên là gì.
Người này nhìn thấy vị giáo sư vẻ mặt lo lắng, đau khổ, liền đứng lại hỏi vị giáo sư nguyên nhân là gì. Vị giáo sư thì chẳng thèm quan tâm đến người này, nhưng vì cái phép lịch sự, vị giáo sư đành kể lại sự việc đó của mình. Nghe xong thì người điên phá lên mà nói: "À, tôi có cách." Và rồi người điên tháo từ mỗi cái bánh xe còn lại ra một ốc vít. Sau đó, lấy ba con ốc vít tháo ra được đó, đi lắp lại cái lớp của xe dự phòng. Lúc này, vị giáo sư ngạc nhiên vô cùng, cảm ơn người điên và tò mò hỏi anh ta: "Tại sao anh điên mà có thể nghĩ ra được cách này vậy?" Người điên trả lời thế này: "Tôi điên chứ không phải là một thằng ngốc." Trong thực tế, có rất nhiều người có thể họ phát hiện ra được niềm vui trong công việc mà họ yêu thích, nên họ thường có những biểu hiện mà người khác không thể hiểu nổi. Khi mà nhiều người đang cười họ là những kẻ điên, thì cũng đang có những người khác đang cười những người đó là kẻ ngốc. Vâng, cũng như là một vị giáo sư trên, mặc định rằng kẻ điên là không biết gì. Nhưng kẻ điên ở trong câu chuyện này có vẻ rất thông minh. Điều này cũng cho anh ta thấy rằng đôi khi cũng cần phải cho người khác cơ hội để thể hiện. Đừng có đem cái suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác và mặc định họ không làm được cái này, cái kia. Làm người nên ngốc nghếch một chút. Thông minh là cái cách của người khôn ngoan nhưng biết khiêm tốn. Thứ ba, không cười người khác không tài năng. Chẳng ai sinh ra là một tài năng thiên bẩm, năng lực và bản lĩnh để thông qua học hỏi và giác ngộ. Trong cuộc sống này, nếu bạn có chí tiến thủ, thì cho dù không có tài năng thiên bẩm, bạn vẫn có thể học hỏi, rèn luyện nên bản lĩnh cao cường cơ mà. Nếu mình không tôn trọng được chính mình, thì dù có bản lĩnh tới đâu, trong mắt người khác cũng chỉ là một quân tốt. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để thể hiện, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta. Đây mới gọi là làm người. Chính những người biết quý trọng người khác, luôn nhìn thế giới bằng sự lạc quan tin tưởng, những người biết trải rộng lòng mình để hiểu và chấp nhận người khác, những người biết trân trọng và cảm kích những gì người khác làm cho mình, cũng đang từng ngày không chỉ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, mà họ đã làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Bởi vì sao? Họ xứng đáng được tin tưởng, được đối xử bằng cả tấm lòng, được trân trọng và được cảm kích. Tiếp đến, ba điều không ca. Thứ nhất, không ca nghèo. Người có ý chí, dù nghèo tới đâu cũng không bao giờ ca thán. Không lẽ cứ ca nghèo là sẽ có người khác tới giúp bạn? Không, con người sống ở đời phải biết mình chỉ có thể dựa vào mình. Càng ca thán thì càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không bao giờ ca thán đều là những người đang âm thầm nỗ lực, có những toan tính riêng ở trong đầu, trong lòng. Họ xem trọng thời gian, làm gì có thời gian đó mà ngồi ca nghèo với khổ. Họ cho rằng chỉ có nỗ lực tạo ra thành quả thì người khác mới không coi thường mình. Vì vậy, người nghèo nhưng không ca nghèo, đó mới là đắc nhân. Nhìn ở góc độ số mệnh, nếu bạn buồn phiền, dày vò đau khổ, than thân trách phận, thì vô tình làm mất đi cái sinh khí của mình, từ đó dẫn đến không còn sức sống. Mà người đã mất đi cái sinh lực thì làm sao mà có sự nghiệp tốt, hôn nhân làm sao mà hạnh phúc, sức khỏe dồi dào được. Vì thế, các bạn nên nhìn nhận cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Đừng than trách nhiều, nếu không dễ bị một lời than nghèo ba năm. Thứ hai, không ca khổ. Thử hỏi xem, thế giới của người trưởng thành có ai là không khổ? Có ai là không gánh vác trên vai
một cái ba lô trách nhiệm không? Ca tháng mệt mỏi có ích gì? Chẳng ích gì đâu. Người khác không những không thích nghe, bản thân mình mà khi nghe người khác nói cũng trở nên vô vị. Mùa đông qua thì là mùa xuân, không có đắng thì làm sao mà có ngọt. Vì vậy, những người sống trong khổ sở, bần hàn nhưng mà không kêu mệt mới là những người thực sự hiểu được cuộc sống. Đừng bao giờ kể khổ mình với ai, vì 80% số người nghe không quan tâm, 20% còn lại chỉ lấy làm trò cười. Nghe qua thì có vẻ rất là nhiệt tình, nhưng mà nó lại thấy cho mình một cái sự thật. Khi mà đối mặt với đau khổ, có rất ít người thực lòng muốn đi tìm hiểu hết nỗi khổ của bạn. Do đó, khổ mà không than mới là lựa chọn tốt nhất. Người trưởng thành thì chúng ta cũng nên có một trái tim thật kiên cường và đủ mạnh mẽ, đủ sâu sắc để cất giữ một vài chuyện riêng hay bí mật nào đó. Nếu mà chúng ta sống nông cạn như một cái đĩa, nghĩ cái gì cũng bày ra trên mặt, có chút buồn khổ cũng không kiềm chế được mà lại nói cho cả thiên hạ biết, vậy chắc chắn chỉ khiến cái nỗi khổ nâng lên gấp trăm ngàn lần mà thôi. Cuộc sống cứ 10 chuyện thì đã có đến 8-9 chuyện chúng ta không được như ý. Đối với người trí tuệ, họ xem nhẹ nỗi khổ mà cố gắng nắm bắt 1-2 phần như ý kia. Ngược lại thì những người chỉ biết sống khổ lại chết trong cái sự bất hạnh của 8-9 chuyện không như ý. Không than khổ không phải vì muốn chúng ta tự kìm nén cảm xúc bản thân, mà vì muốn chúng ta sớm ngày xem thấu cái hồng trần này. Đó là đại biểu của một loại trí tuệ gọi là không tranh đấu vô ích, và cũng là một loại dũng cảm mang tên là dám đối đầu với những đau khổ. Khổ không than không phải vì yêu, chỉ vì chuyện gì cũng cắn răng chịu nhận thiệt thòi một mình, mà lại ít than vãn. Hãy học cách buông bỏ những đau khổ không cần thiết. Rồi đến một ngày nào đó, bạn nhất định sẽ phải cảm ơn sự kiên trì đến cùng của chính mình, bởi vì nó đã khiến cho bản thân mình không bị cái khổ đánh bại, mà có thể thờ ơ đối mặt với nó. Khổ không than chính là cái cách chúng ta có thể im lặng lột xác, đợi cái thời cơ đến, bản thân sẽ trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất. Thứ ba, không ca mệt. Mệt tới đâu thì cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười thôi. Trâu mệt, nhưng mà khi nó về nhà, người nông dân lại coi nó như bảo bối. Lợn không phải làm bất cứ việc gì, cứ béo lên, cuối cùng lại bị người ta giết thịt. Vì vậy, thà khổ hơn một chút, chứ đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người, dù mệt tới đâu, cũng chớ than mệt. Ấy mới là cao nhân. Cuối cùng, ba điều không cãi. Thứ nhất, nghèo tới đâu cũng không cãi vã. Nghèo cũng cãi vã, giàu cũng cãi vã. Một gia đình sợ nhất là cãi nhau. Một gia đình hòa thuận trước giờ không bao giờ to tiếng với nhau, bởi càng cãi nhau càng không ra đâu vào đâu. Vì vậy, dù có nghèo tới đâu, xin đừng cãi nhau. Gia hòa thì vạn sự hưng. Đã là người nhà phải đoàn kết yêu thương nhau. Có vậy thì nghèo cũng thành giàu, vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Đấy mới là lẽ sống đúng mực. Trong cuộc sống chung, mâu thuẫn vợ chồng là điều không tránh khỏi. Đôi khi thường xuyên cãi vã dù trong lòng còn yêu nhau. Không nhất thiết lúc nào cũng phải yêu thương đầm ấm mới là hạnh phúc. Bởi lẽ nếu như có mâu thuẫn phát sinh, họ thường rất khó để biết cách giải quyết và chấp nhận, nên thường dẫn tới chia tay. Nếu như việc cãi nhau mà bạn có thể nhận ra quan điểm sống của mỗi người, biết cách dung hòa nó, cũng như là biết tự sửa sai, mình có lỗi ở đâu thì sửa đó,
thì lại là một việc quá tuyệt vời rồi. Thứ hai, phiền tới đâu cũng không nên cãi vã. Ai chẳng có tâm sự, chẳng có phiền muộn. Lúc buồn bực, khống chế cảm xúc, không tức giận to tiếng cũng là một loại bản lĩnh. Một khi buồn bực nên cãi nhau, cuộc sống chỉ càng rối hơn mà thôi. Vì vậy, học cách kiềm chế cảm xúc luôn tốt hơn bất cứ điều gì. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln từng nói, muốn đạt được thành tựu, người ta sẽ không lãng phí thời gian để mà tranh chấp riêng tư. Và thay vì cố gắng giải thích, tranh cãi một vấn đề gì đó, đánh mất sự bình tĩnh, tự chủ, dẫn tới những hậu quả không mong muốn, chi bằng để mặc cái nhìn của người không liên quan. Sau khi những cái suy nghĩ cẩn trọng và đi đến một quyết định, hãy kiên trì bảo vệ và thực hiện nó. Hãy dùng hành động để mà chứng minh. Và tin rằng thời gian đã trở thành luận chứng hùng hồn nhất trong mỗi cuộc sống của chúng ta. Và thứ ba, tức giận tới đâu cũng không cãi vã. Bạn vẫn thường nghe câu, bạn có quyền im lặng, nhưng những gì bạn nói có thể là bằng chứng chống lại bạn trước tòa ở những cuộc bắt giữ trong các bộ phim Mỹ. Câu này ngụ ý khuyến cáo những nghi phạm tốt nhất là khi bị bắt rồi, đừng nên vội vàng, nóng nảy mà đưa ra những tranh cãi thiếu suy nghĩ nào đó. Bởi vì những tranh cãi này, những phát ngôn thiếu suy nghĩ có thể gây ra những cái bất lợi cho bản thân. Trong cuộc sống, cũng nên áp dụng cái luật im lặng như thế. Mỗi lần cãi nhau đến mức đỉnh điểm, khi cảm thấy ngôn từ thoát ra trên đầu lưỡi đã vượt khỏi vòng kiểm soát, thì chúng ta nên im lặng. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút. Nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút, sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm hại cơ thể, người khác không thương xót, chỉ có mình phải chịu đựng. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, cũng cần phải rèn luyện cho mình sự độ lượng, bớt nóng giận. Người làm việc, làm người không nên tùy tiện nóng giận, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, có lần tôi đã nhìn thấy đâu đó trên mạng có một câu nói như thế này. Điều gì có thể phản ánh rõ sức hấp dẫn của một người? Một câu trả lời rất ấn tượng, được nhiều người đồng ý nhất, đó là hãy nhìn vào phong cách, cách hành xử của người đó khi gặp những trường hợp khó đối phó. Nếu họ là người gặp nguy mà không loạn, luôn tự tin, bình thản đối diện với mọi hoàn cảnh, thì họ nhất định là người không phải tầm thường. Trong tâm thì có nhiệt kế mang lại sự ấm áp, hòa nhã với người khác, khiến cuộc sống của mọi người đều cảm thấy vui vẻ, ý nghĩa. Và người có khí chất thì sẽ không bao giờ quan tâm quá nhiều đến được và mất, và cũng không bao giờ vì cảm xúc nhất thời mà ảnh hưởng đến đại cuộc. Sống có khí chất, vấn đề có nan giải đến đâu thì cũng có thể bình tĩnh mà giải quyết. Xử sự có khí chất sẽ giúp bản thân mở rộng tầm nhìn hơn, luôn khiêm tốn và bao dung hơn. Đây là cách ứng xử khôn ngoan và tiếp xúc với mọi người. Làm việc có phong độ, cương nghị, cởi mở, thể hiện sự kiên cường và quyến rũ riêng của mình. Và hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể sống như ánh mặt trời. Hãy tỏa sáng và mang lại năng lượng tích cực. Và luôn nhớ, có ba thứ không cười, ba điều không cãi và ba điều không ca mà tôi vừa chia sẻ ở trên để có được một cuộc sống bình an hơn. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị những nội dung chia sẻ tiếp theo.